Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc ạ. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 ạ, hoặc 0396 164 604. Hiện tại đang là buổi tối của ngày 8 tháng 8 năm 2024 ạ. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có ngập nhà luôn những dòng hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và bạn, từ những cái dòng hàng kg, những cái dòng hàng lan thuần thời điểm hiện tại đang nụ đang hoa rất là đẹp luôn. À, những cái dòng lan thuần, những cái cây mà đang nụ đang hoa hoặc là những cây lan hoa Tết thực sự rất là tuyệt vời để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc ạ. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá báo thì sẽ chưa gồm có phí vận chuyển nhé. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện nhắn tin hay số điện thoại bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại. Cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo ạ. Và cái cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc nhé. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Này thì rất là nhiều những dòng hàng lan đẹp với giá rất là rẻ luôn cô chú anh chị này. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây giáng hương tam bảo sắc ạ. Hàng lá xếp cực kỳ là đẹp như thế này. Cây không quá lớn, không quá nhỏ, nói chung là tầm thanh niên thì cô chú anh chị mình có thể ghép những cái giò lan rất là đẹp luôn ạ. Và 1 kg của cái dòng giáng hương tam bảo sắc này em đang bán với giá là 160.000 cho 1 kg nhé cô chú anh chị nhé. 160.000 cho 1 kg. Hoặc là cô chú anh chị mình có thể chọn theo hình ở đây cho em. Thì ở đây em đang chia tạm thành 3 hình như vậy là cô chú anh chị này. Hình này em gọi là cái hình số 4 này. Hình số 4 cả một cái lô quế lan hương rất nhiều như vậy đấy ạ. À đâu, cái lô giáng hương tam bảo sắc rất nhiều như này em bán 80.000. Lô số 5 cũng với giá sẽ là 80.000. Một lô là những cây lá xếp vừa vừa rất là xinh. Hàng chuẩn xếp đẹp như này. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 6 với giá chỉ có 60.000 thôi. Và bên này đây là những cây giáng hương vương sóc ạ. Cây vừa tầm ghép rất là đẹp luôn. Cô chú ý anh chị này. Đó, những cây giáng hương đuôi sắt nó không quá lớn và không quá nhỏ. Để cô chú ý anh chị mình có thể về ghép trụ, cây đều tăm tắp luôn. Ghép trụ hay là trồng chậu đều thực sự rất là tuyệt vời. Em đang để giá có 120 cho 1 kg thôi mà em bán ngay từ 0,3 kg luôn ạ. Sang bên này đây sẽ là những cái cây giáng hương đuôi chồn này, cũng là dòng lá xếp như này, bản lá to luôn nhé cô chú anh chị nhé. Những cây giáng hương đuôi chồn phải là cây lá xoăn tít mà cái hàng lá to xanh mướt như thế này. À, cây vừa tầm ghép rất là xinh. Hôm nay em xin phép được bán với giá là 160.000 trong 1 kg. Em bán ngay từ 0,3 kg nhé, giáng hương đuôi đuôi chồn ạ, 160 cho 1 kg mà hàng xanh tươi đẹp như vậy. Hoàng thảo vẩy rồng, một trong những dòng lan phải nói là có sức sống rất là mãnh liệt, cũng thực sự là rất là lâu rồi không có hoàng thảo vẩy rồng về cô chú anh chị ạ. Mỗi một cái giả hành như vậy có thể cho một cái chùm hoa rất là lớn. Cây này thì có sức sống rất là mãnh liệt luôn. Và hoàng thảo vẩy rồng thì xin phép bán có 120 cho 1 kg thôi. Cái hàng này bên Thái người ta về mang về ghép một giò là một dề như thế này. Đó thì riêng cái giá xỉ thôi đã lên đến cả 100.000 rồi cô chú anh chị ạ. Trong khi đó thì cây vẩy rồng vườn rừng của mình thì cây rất là nhiều như thế này. Cô chú anh chị có thể tự ghép vừa rẻ, mà lại là chuẩn chất hàng rừng luôn. Và bên này đây thì em đang có cái lô quế lan hương ạ, hay còn gọi là quế trắng tháng 8 này. Hàng hôm nay về rất là nhiều mà hàng cực kỳ là xanh tươi và đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Hàng rất là xanh tươi và đẹp. Một nhánh quế nhỏ thơ nở thôi ạ, cũng đủ cái hương thơm tỏa khắp cả không gian khu vườn rồi. Cũng làm cho cô chú anh chị mình có một cái mùa tháng 8 trở nên thú vị hơn rồi, thơm ngát luôn cô chú anh chị. Hiện tại thì có những cái bông đã nở và có những cái bông vẫn còn đang nụ. Đấy, có những cái bông đã tàn hoa và có những cái bông đang nụ. Một cái dòng lan không hổ danh là cái dòng gọi là quế lan hương ạ. Đẹp, những cái cây quế về rất là đẹp như này nhá. Xin phép em được bán với giá là 360.000 cho 1 kg. Đó, 360.000 cho 1 kg thôi. 1 kg cô chú anh chị được rất là nhiều luôn. Em bán từ 0,3 kg, cô chú anh chị chỉ cần làm một giò khoảng tầm 3 nhánh cho đến 4 nhánh tùy cây lớn nhỏ. Và cô chú anh chị có một cái giò lan quế thực sự rất là đẹp rồi. Nè cô chú anh chị này, lá bóng bẩy, hương rất là thơm. Và cái dòng này thì quế, mặt hoa quế nó rất là trắng, chứ không phải là cái dòng hoa màu vàng ngà nhé cô chú anh chị nhé. Đây cô chú anh chị nhìn cho em, là cái vùng miền mà hoa rất là thơm và rất là trắng như vậy đấy ạ. Hoặc là cô chú anh chị mình có thể chọn theo hình ở đây để được những hình ưng ý. Thì cô chú anh chị có lát nữa cô chú anh chị có thể chọn hình. Đó, quế lan hương cả một cái lô như này. Mặt hàng kg bán lẻ bằng giá xỉ luôn. Hàng lá xếp chung nhá cô chú anh chị nhá. Với giá là 360 1 kg thôi cô chú anh chị ạ. Rồi ạ, sang bên này đây thì em có cả cái cây bên này là cái cây kiều vuông cánh trắng ạ.
Hàng này thì cô chú anh chị mình về có thể kích hoa để nó nở đúng thời điểm Tết luôn. Cái giả hành bự chảng mập nú này với giá 210.000 cho 1 kg, em bán từ 0,3 kg. Tiếp sang bên đây sẽ là cái dòng lan Hoàng Thảo Henry. À có vài không phải Hoàng Thảo Henry mà cái dòng lan hài Henry ạ. Một trong những dòng lan hài mà có mặt bông một, nói chung là mỗi một cây lan thì nó mang một cái vẻ đẹp riêng ạ. Cây lan hài Henry thì hoa cực kỳ là xinh đẹp luôn. Em bán 1 kg hài Henry này với giá chỉ có 130.000 cho 1 kg thôi. Và 1 kg thì cô chú anh chị có thể ghép được cho em khoảng tầm ít nhất là 3 giò nhé cô chú anh chị nhé. Ghép được ít nhất là 3 giò. Và mùa bây giờ nó đang là mùa nụ mùa hoa và cũng là cái mùa ghép rất là tuyệt vời của dòng lan hài Henry này đấy ạ. Cũng là mùa ghép rất là đẹp luôn đây. Mang hình dáng chiếc hài màu hồng rất là xinh như thế này nhé cô chú anh chị nhé. Cái cây lan hài Henry ạ. Mang hình dáng chiếc hài màu hồng rất là đẹp như này. 0,3 kg, tức 39.000 thôi, để cô chú anh chị mình có thể sở hữu được khoảng tầm 3 chậu hài Henry để cô chú anh chị tự ghép. Hoặc là cô chú anh chị mình cũng có thể mua hàng theo chậu ở đây cho em đây ạ. Em đang có những cây lan hài Henry hàng đã trồng thuần sẵn rồi, rất là nhiều nụ ở đây. Về cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa một mùa hoa trọn vẹn luôn. Cái độ bền của hài bao giờ cũng tầm trên 2 tháng này. Những cái chậu này rất là nhiều nụ luôn này, 1 nụ, 2 nụ này, 3 nụ này cô chú anh chị này. Trời ơi, cây rất là sai bông luôn đấy ạ. Chậu này hiện tại em đang thấy là có ít nhất là 3 nụ rồi. Nụ này thì nụ này nữa là nụ thứ tư này. Nhưng mà nhìn có vẻ hơi vàng vàng, không biết là có ra hoa được hay không. Ôi 5 nụ luôn đấy cô chú anh chị. 4 5 nụ luôn ạ. 1 2 3 4. 4 nụ ở đây luôn, 4 nụ xanh ở đây rồi. Đó, chắc là vẫn còn có sẽ còn có thêm cả những cái nụ khác nữa còn chưa ngoi lên đấy cô chú anh chị. Cái chậu này xin phép em bán chậu này gọi là chậu 27 này. Về ngắm hoa đã mắt luôn ạ. Chậu này em xin phép được bán là 120 nhá, có 4 5 nụ gì đó ạ. Chậu tiếp theo sẽ là chậu 26 cũng vậy. Đây, ngắm những nụ của nó mê không cô chú anh chị. Hàng thuần sẵn trong chậu như thế này rồi. Cây rất là khỏe luôn. Chậu này ít nhất là 4 nụ ở đây rồi. Đó, em đang đếm thấy sơ sơ cũng là 4 nụ rồi. Chậu này em xin phép bán 120 này. Rồi sang hình tiếp theo sẽ là hình 25. Cũng siêu nụ luôn đấy cô chú anh chị. Đây, chậu này cũng 4, 5 nụ luôn. Đây, nụ này, trời ơi. Đấy là, đồ trời ơi, cái chậu này phải nói siêu nụ luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Hiện tại em thấy 5, 6 nụ luôn rồi ạ. Trời ơi, 6, 7 nụ luôn rồi cô chú anh chị nhá. Cái chậu này sao mà nhiều nụ thế không biết. Chi chít nụ luôn. Chậu này em bán 120 này. Chậu này gọi chậu 25. Chậu tiếp theo chậu 26 này. Rất là sai bông luôn đấy cô chú anh chị. Hài Henry này quá là siêu sai bông luôn. Cái chậu này em bán với giá chậu này cũng từ khoảng tầm ít nhất là 3 nụ trở lên đấy ạ. Chậu này em bán 110 này. Chậu số 23, chậu này có một cái nụ dài cong vút này. À, không biết là những cây còn lại bên này có nở, có lên nụ hay không thì không biết nữa. Đó, chậu này em tạm bán 100.000 này. Và chậu tiếp theo chậu 22 cũng bán với giá 100.000. Và chậu số 21 em bán chậu này cũng với giá bao nhiêu nhỉ? Chậu này em bán luôn với giá là 100.000 đi. Đó, có chậu từ 120 cho đến 101, 100 cô chú anh chị. Tùy cô chú anh chị mình lựa chọn. Helen, mệnh danh là nàng công chúa tóc vàng. Một trong những cây lan hài vô cùng là xinh đẹp với cái sắc hoa vàng và sai bông chi chít luôn ý. Cây hai lan hài Helen này, chậu này em bán 140 này. Vậy là chậu số 19, chậu số 20 với giá 180 và hài hồng ạ. Hài hồng em có 3 chậu duy nhất nhé. Hài hồng sẽ là một trong những dòng hoa mà sẽ nở vào thời điểm Tết ạ. Bông hoa dễ thuần dễ chăm, một cây hài dễ thuần dễ chăm mọi vùng miền luôn. Từng cây một thì đều có thể sẽ cho hoa khi mà đến mùa hoa. Nên là một chậu hài hồng người ta chỉ cần trồng 1 cho đến 2 cây thôi là rất là đẹp rồi. Đấy, thì cái chậu hài hồng này này, giá bán lẻ người ta bán từng cây một phải rơi 45.000. Thì ở đây chậu hài hồng này gọi là chậu 17, em bán 90.000 nhé, 3 cây ạ. Chậu số 16 cũng 90.000 luôn. Chậu số 15 bán với giá là 4 cây là 100.000 này. Rồi sang bên này đây là những cây lan hoàng nhạn. Hoàng nhạn này là hàng chuẩn rừng luôn ạ. Hàng chuẩn rừng, cây siêu khỏe luôn này cô chú anh chị mình về có thể tự trồng nhá cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy là cái hàng bóc vườn thì mỗi cây 70-80.000 đúng không ạ? Còn cái hàng rừng này thì siêu rẻ cho cô chú anh chị mình. Giá ở đây sẽ là 540.000 cho 620.000 cho 1 kg. Tuy nhiên thì em bán ngay từ 0,2 kg, à 0,1 kg. 0,1 kg cô chú anh chị có thể sở hữu khoảng tầm 4 cho đến 7-8 cây. Đó, với 0,1 kg cô chú anh chị có thể sở hữu khoảng tầm 4 cho đến 7-8 cây, tức là hơn 60.000 thôi để cô chú anh chị có giỏ hoàng nhạn đẹp rồi. Hoặc cô chú anh chị mình có thể chọn hàng theo hình ở đây cho em này. Riêng hàng này thì về cô chú anh chị trồng bao giờ cũng rất là yên tâm, bởi vì cây rừng nó khỏe, nó không có, mình không có chăm bón tưới, nó rất là khỏe luôn. Hình này gọi là hình số 8 này. Hình này có 5 cây ạ cô chú anh chị. 5 cây này em bán 65.000 nhé cô chú anh chị nhé. 5 cây 65.000. Tiếp theo là hình số 9. Hình số 9 này là 6 cây ạ. 6 cây này em bán là 75.000 này. Đó. Cô chú anh chị làm một chậu quá đẹp luôn đúng không ạ? Hình tiếp theo hình số 10, hình này cũng là có 5 cây, thì này em bán với giá 70.000 đây.
Đó, tùy cô chú anh chị mình lựa chọn hàng hình, hàng cân thì đều na ná như nhau cả cô chú anh chị ạ. Hoặc là cô chú anh chị mình cũng có thể chọn cho em những cây lan nhạn thái. Cây nhạn thái rơi từ ít nhất là 7 cặp lá trở lên ạ. Cây rất là cao lớn đẹp như thế này đủ trưởng thành để đến khi mùa hoa có thể cho những bông hoa rất là đẹp rồi đấy ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ, những cây nhạn thái 7 cặp lá trở lên nhé cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị mình có thể cùng em ngắm cái mặt bông của dòng lan hoàng nhạn thái. Hoa nó không khác gì nhạn rừng ở đây cả, tuy nhiên cái mặt bông của nó rất là sáng cô chú anh chị ạ, vàng rất là đậm và cái lưỡi tím rất là đẹp như vậy ạ. Đó là cái dòng lan nhạn thái nhá. Cô chú anh chị thấy là cây này vừa rồi là như cây này là đã có thể cho 3 vòi hoa rất là đẹp đúng không ạ? Và cái những cây nhạn này to như thế này thì chắc chắn rằng khi mà đến mùa hoa cũng phải cho ít nhất là 2 vòi bông đúng không ạ? Sẽ rất là đẹp luôn. Cái cây lan mà không làm cô chú anh chị mình thất vọng. Cái nhạn thái đẹp tuyệt vời như vậy em đang để giá có 120 thôi ạ. Cô chú anh chị để lấy cho em khoảng tầm 2 cây hay là 1 cây để vào chậu đều rất là tuyệt vời nhá. Còn bên này đây thì ngoài dòng nhạn thái thì em còn có dòng nhạn An Ba đây. À, còn gọi là dòng nhạn va là một cây nhạn hoa vàng lưỡi trắng và hàng lá xếp chỉ thiên úp thìa rất là đẹp như vậy. Hoa vàng lưỡi trắng ngắm hoa thôi là cô chú anh chị cũng có thể cảm nhận được cái mùi hương thơm của nó rồi. Nhạn rừng đã thơm cỡ nào rồi nhưng riêng những cây nhạn va này thậm chí nó còn thơm hơn cô chú anh chị ạ. Đẹp, màu hoa xanh màu hoa vàng cốm rất là đẹp như thế này kèm theo cái lưỡi trắng tuyệt vời như vậy nhá. Và một cái cây nhạn như thế này rơi 7 cặp lá rất là đẹp cô chú anh chị ạ, rất là đẹp luôn như vậy. Đó, lá xếp này là gần như là không có lỗi lá và một cây như vậy em đang để giá có 140.000 thôi ạ. Cô chú anh chị lấy cho em 1 cho đến 2 cây cũng rất là tuyệt vời. Sưu tầm những cây lan rất là đẹp như vậy vì giá siêu rẻ luôn. Sang bên này đây sẽ là những cái cây chồn trắng. Cây chồn trắng bên em bảo hành cho cô chú anh chị rằng cây rơi từ ít nhất là 4 cặp lá trở lên và bảo hành chuẩn mặt hoa cho cô chú anh chị nhá. Đây này. Cô chú anh chị này, đó. Em lấy ra để cô chú anh chị mình xem. Cây rơi ít nhất là từ 4 cặp lá trở lên và hàng chuẩn hoa nhé. Thay vì cô chú anh chị mua tiền giá tiền triệu đếm lá tính tiền từ cây rừng, cô chú anh chị có thể mua những cây nhạn này bởi vì đây là những cây nhạn cấy mô nên không khác gì hàng rừng. Bảo hành chuẩn hàng đẹp như vậy. Xin phép em bán mỗi một cây chồn trắng như thế này giá chỉ có 150 cho một cây cô chú anh chị ạ. Và như cây như thế này thì mùa hoa vừa rồi cô chú anh chị thấy là nó không hề lớn đúng không ạ? Nhưng mà có thể cho hai cái vòi bông rất là tuyệt vời như thế này. Thì những cái cây chồn như vậy đủ trưởng thành, đủ lớn thì cô chú anh chị mùa hoa sau là được ngắm hoa trọn vẹn, đẹp xuất sắc cho cô chú anh chị nhé. Và ở đây ạ, cũng là dòng hoa trắng đây. Những cái cây đai châu hoa trắng, những cái cây đai châu hoa trắng, châu Thái, dòng hoa trắng, hàng lá mít, cây rơi từ 4 cặp lá trở lên ạ. Một cây châu hoa trắng như thế này xin phép được bán với giá là 100.000 một cây cho ai yêu thích cái dòng hoa trắng không tì vết cho những cây châu hoa trắng đây. Còn nếu mà cô chú anh chị mình mà muốn chọn cây hoa màu để cho nó đủ màu sắc rực rỡ cho sân vườn đấy ạ, thì đây sẽ là một cái lựa chọn tuyệt vời ạ. Những cây đai châu hàng Thái lá mít ngắm thân thôi cũng đã đủ mê rồi, hàng lá dày cộp luôn, cây cũng rơi từ 4 cặp lá trở lên. Thì ở một cây châu Thái đẹp như thế này em đang để giá chỉ có 100.000 thôi nhé cô chú anh chị nhé. 100.000 cho một cây châu Thái này thôi ạ. Trồng vào chậu đi chắc chắn rằng là giống y như hoàng hậu lên ngôi luôn cô chú anh chị ạ. Một cây châu Thái đẹp như này 100.000. Và sang bên này đây ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan vũ nữ cá mập nhé cô chú anh chị nhé. Dòng lan vũ nữ cá mập chậu rất là đẹp luôn, từ ít nhất là 2 vòi bông trở lên. Cái dòng vũ nữ cá mập thực sự nói chung là mỗi một cây lan nó mang một cái vẻ đẹp riêng, độc đáo riêng ạ. Cái dòng hoa này với cái sắc hoa, cái cần hoa màu tím rất là bí ẩn và độc đáo như vậy đấy ạ. Mà đặc biệt là vô cùng là thơm và rất là bền hoa nhé. Cô chú anh chị ngắm cho em cái mặt bông của dòng lan vũ nữ cá mập. Bông hoa rất là to cô chú anh chị ạ. Cây rơi từ ít nhất là 2 vòi bông trở lên, một cái chậu lan to đùng như thế này này. Một cái chậu lan to đùng và rất là nhiều giả hành như vậy đấy ạ. Nhiều giả hành và rất là to, ít nhất là 2 vòi bông nhé cô chú anh chị nhé. Em đang để giá một cái chậu lan vũ nữ cá mập như vậy có 100.000 thôi ạ. 100.000 thôi cho một cái chậu lan vũ nữ cá mập, hàng tất cả lại đều đang nụ nhé cô chú anh chị nhé. Có những cây lác đác, một số cây đã bắt đầu sổ hoa nhưng mà hàng này thì về cô chú anh chị vẫn thoải mái thưởng thức hoa trong thời gian rất là dài. Đảm bảo cô chú anh chị rằng là trời ơi rất là thơm luôn, đảm bảo cô chú anh chị rằng là có một cái chậu lan như vậy trong nhà thực sự là toàn bộ cái không gian nó ướp mùi hương luôn đấy cô chú anh chị. Đó, những chậu cá mập rất là đẹp này, 100.000 một chậu và chậu ít nhất là 2 vòi bông nhé cô chú anh chị nhé. À, bên này cũng là một cái dòng hoa rất là thơm, đó là dòng địa lan.
Riêng cái dòng địa lan thì cũng không có nhiều loại lan mà có được cái hương thơm đặc biệt cô chú anh chị ạ. Nhưng mà những cái cây cây cái lô địa lan hôm nay phải nói là hoa rất là thơm. Mà cái bông hoa này, cái độ bền của hoa này nó phải chơi tầm cho đến tháng, hơn cho đến 2 tháng nhé. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt hoa của nó ạ. Đáng sưu tầm thưởng thức không ạ? Bông hoa rất là to, cánh hoa phớt đỏ hồng và lưỡi đỏ rất là đẹp như thế này nhé cô chú anh chị nhé. Cần hoa cong vút rất là tuyệt vời như thế này cô chú anh chị. Và một cái chậu lan to đùng như thế này thì rơi vào ít nhất là 3 vòi bông ạ. Đây gọi là cái dòng lan vũ nữ Đài Bắc hay còn gọi là vũ nữ tiên hương. Có lẽ là bởi vì cái hương thơm rất là tuyệt vời của nó ạ. Đó, bông hoa rất là xinh luôn cô chú anh chị cùng em ngắm kỹ. Và một cái chậu lan vũ nữ tiên hương như vậy em xin phép được bán với giá chỉ có 140 thôi ạ. Mà điều đặc biệt ở đây là cô chú anh chị mình không chỉ chơi cái mùa hoa này thôi. Cái dòng lan địa lan này chủ yếu nó là nở hoa vào đúng cái thời điểm Tết. Nên là cô chú anh chị thấy là cái chậu mặc dù nó rất là sum xuê như thế này, nhưng mà hiện tại thì nó chỉ đang có 3 vòi bông thôi. Đấy, còn rất là nhiều những cái thân tơ này thì đến Tết nó sẽ cho thêm một cái lứa hoa nữa. Cô chú anh chị sẽ có hai cái mùa hoa trong hai cái thời gian nó khá là gần nhau để cô chú anh chị có thể được thưởng thức hai mùa hoa rất là đẹp. Và cô chú anh chị nhìn cho em ạ, những bông hoa cánh đỏ phớt hồng rất là đẹp như thế này nhé cô chú anh chị nhé. Mà hàng toàn bộ đều là ít nhất là 3 vòi bông. Cô chú anh chị mình thưởng thức hoa và đến Tết lại có thêm một cái giỏ lan rất là tuyệt vời để thưởng thức hoa Tết nữa cô chú anh chị ạ. Hàng này thì thuần sẵn trong chậu như thế này rồi. Cô chú anh chị về để nguyên cho em như thế này, để lồng vào một cái chậu khác đẹp nữa nếu mà cô chú anh chị muốn trưng rồi. Sau đó thì cô chú anh chị chỉ cần tưới nước thôi là đến Tết lại mình lại có thêm một lứa hoa nữa cô chú anh chị. Thực sự là nếu mà cô chú anh chị nào mà chưa có những giò lan này thì em nghĩ rằng là nên sở hữu và thưởng thức cái mùi hương cũng như là sắc đẹp của cái dòng lan này ạ. Rất là đáng sưu tầm, có 140 cho một giò thôi. Rồi sang bên này đây thì em đang có những cây châu rừng rất là bự ở đây. Hàng bị cắt lá nên là em sẽ có một số hình em bán xả hàng nhé cô chú anh chị nhé. Cái hình này gọi là hình số 11 này. Hình số 11 này của em đang có, hình 11 này 3 cây lưỡi lá này, hình này em bán có 70.000 thôi. Hình số 12 này là 3 cây hàng lá xếp lá rất là to nhưng mà bị lưỡi lá này, hình này 2 cây nhá. 2 cây to và bị lưỡi lá. Đó. Mặc dù là nó sẽ không có ảnh hưởng gì đến bị cắt lá cô chú anh chị ạ. Không ảnh hưởng gì đến nụ đến hoa đâu ạ, nhưng mà hàng này thì em bán xả này, 2 cây to như này em bán có 70.000 thôi nhá cô chú anh chị nhá. 2 cây to đùng luôn cô chú anh chị ạ, 70.000. Và bên này là hình số 13. Hình số 13. Hình bên này hình 12, còn hình bên này hình 13. Hình 13 là một cây siêu khủng luôn ạ. Cực kỳ là khủng luôn, vừa rồi là cho hai cái bông hoa rất là to luôn rồi. Nhưng mà rất là tiếc là cũng bị cắt mất một cái lá. Nên là cây này em xin phép được bán với giá là 70.000. Trời ơi, nó siêu to khổng lồ luôn ấy. Cây này gần đến cả cân luôn ấy cô chú anh chị. Và một cái chậu đai châu Thái, hàng này bị lỗi lá này. Chậu này gọi là chậu số 14, em bán với giá 60.000 cho cô chú anh chị nhá. Và tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là một số hình quế lan hương hay còn gọi là quế trắng tháng 8 nhé. Như lúc nãy em đã nói rồi ạ, hàng cân ở đây xanh mướt siêu đẹp luôn với giá chỉ 360. Cô chú anh chị mình chọn hàng theo hình ở đây cũng được này cô chú anh chị này, để được những hình ưng ý. Cái hình này thì như cái chậu này cô chú anh chị chỉ cần một giò một cây thôi là cũng đủ đẹp này cô chú anh chị. Một giò một cây cũng đủ đẹp, một mẹ với 4 con nhé cô chú anh chị nhé. Một cây mẹ 4 con và hàng lá xếp. Hàng lá xếp lá ngắn rất là đẹp như vậy ạ. Hình 36. Dạ, ngọn quế rất là đẹp này cô chú anh chị này. Gọi là cái hình số 36 nhé. Một mẹ 4 con hàng lá xếp ạ. Và cái cây này xin phép được bán với giá là 190.000. Trời ơi, cây nó quá đẹp. Thôi em bán cây này 200.000 nhé cô chú anh chị nhé. Một mẹ 4 con 200.000 ạ. Cô chú anh chị chỉ cần một cây này thôi là quá đỉnh luôn rồi. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 37. Cây này thì có vòi hoa dài thượt luôn ạ. Cô chú anh chị vừa rồi có vòi hoa dài thượt luôn, lá cũng rất là to, cũng là cây mẹ con này. Và một cái ngọn quế này nhá, một cái ngọn quế này em xin phép được bán với giá là chỉ có bao nhiêu nhỉ? 150.000 cho cái hình quế này này cô chú anh chị, 150.000 cho cái ngọn quế dài to mượt này. Sang hình tiếp theo sẽ là hình 38 ạ. Hình 38 này là có hai ngọn quế này. Ngọn bên này bị lỗi ngọn nhưng mà nó đã mọc lên hai ngọn mới rồi nên cô chú anh chị có một cái giò quế sung xuê luôn, hai ngọn này. Hai ngọn này em xin phép được bán nó với giá sẽ là 100 cũng là 150.000 cho hai ngọn quế này. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 39. Cái hình này là cũng là một mẹ hai con mà hàng lá xếp lá ngắn đẹp như vậy nhá. Thì hình này em xin phép được bán với giá là 140.000 cho cái ngọn quế này, 140.000. Và sang hình tiếp theo hình 40.
Hình 40 là cái hình này là có hai ngọn quế, mà cái ngọn bên này là đang có hai vòi nụ này cô chú anh chị này, cây cây mẹ con. Ôi nhưng mà cây con của nó bị gãy mất rồi cô chú anh chị. Con bị gãy mất rồi. Hoa trắng rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhá. Đấy, hai ngọn quế to đùng ở đây ạ. Xin phép em được bán cái hình này với giá là 190.000. 180.000 cho hai ngọn quế to này đi cô chú anh chị, về ghép thế thác đổ này. Đây, ghép thế thác đổ cô chú anh chị thấy là hoa nó sẽ xuôi ra đằng sau rất là đẹp như vậy nhá cô chú anh chị nhá. 180.000 cho hai cây này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 41. Cái hình này là có hai cây, trong đó thì một cây này cũng đang vừa rồi có hai vòi hoa rất là dài luôn. Đấy ạ, nên là lý do em nói rằng là chỉ cần một nhánh quế thôi cũng đủ đẹp, đủ thơm rồi. Đủ làm cho mùa tháng 8 trở nên thú vị rồi. Cái ngọn quế này thì hai vòi nụ này. Đã, đang còn hai vòi nụ xanh biếc ở đây. Thì hai cái ngọn quế này em xin phép được bán với giá sẽ là 160.000 cho cặp đôi hai ngọn quế này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 42 ạ. Hình 42 này có là một cặp đôi hai ngọn quế xếp thẳng và một cây đang nụ này. Một cây đang nụ rất là dài luôn quế. Cái hình này em xin phép được bán với giá là 150.000 nhá cô chú anh chị nhá. Hình 42 150. Và sang hình tiếp theo là hình 43. Hình 43 này. Hình 43 là ba ngọn quế quế xếp thẳng ạ. Em bán với giá là 140.000 này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 44 ạ. 44 là hình này có 5 ngọn nhé. 5 ngọn này em xin phép được bán với giá 130.000. Và hình tiếp theo hình 45. Hình 45 này em bán với giá là 120.000 thôi này cô chú anh chị, 3 ngọn. Và hình tiếp theo là 46 ạ. 46 này là 7 cây. 7 cây này em bán là 130 này. Hình số 47. Hình này cũng có 7 cây nhé cô chú anh chị nhé. 7 cây đẹp như thế này. 7 cây này em bán có 130.000 ạ. Và sang hình số 48 ạ. 48 là 3 cây ạ. 3 cây quế này. Em bán hình này với giá là 120.000 này. Và hình số 49. Hình số 49 cái hình này cũng là một cái rề quế xếp thẳng tắp và hoa trắng nhá. Với rề quế hai bố mẹ và một rất là nhiều con, một đại gia đình. Hình này em bán với giá là 160.000. Và sang hình tiếp theo. Hình này thì em đang có 3 ngọn quế. Trời ơi đây, rề nguyên rề hai ngọn quế nên là cái nụ nó đều rất là đều cây. Hình ba ngọn quế này em xin phép được bán với giá là 100. Ba ngọn quế này đều đang nụ hết nhá. Em bán hình này với giá là 160.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 52. Hình này thì có 6 ngọn quế. 6 ngọn quế này em bán với giá là 120.000. Đấy, tùy cô chú anh chị muốn mua hình nào cũng được. Chọn cây lớn cây nhỏ thì em đều có đấy, hoặc là mua hàng cân. Với giá chỉ 360 1 kg cô chú anh chị ạ. Tùy cô chú anh chị em bán xô này. À, tiếp sang bên này đây, rất nhiều những cái dòng hàng lan thuần. Đầu tiên giả Pháp ạ, quá mê cô chú anh chị. Cái giò giả hạc Pháp xum xuê cả chục thân và dài mượt như thế này, hứa hẹn cho cô chú anh chị những cái thác hoa tuyệt vời trong Tết nhé. Hoa giả hạc Pháp nở hoa thời điểm Tết ạ. Với chậu giả hạc Pháp như vậy, rơi cả chục thân và rất là dài đẹp như vậy nhé. Với giá chỉ có 130 cho một giò. Còn bên này đây là hàng bảng gỗ này cô chú anh chị này. Bảng gỗ, mỗi một cái bảng giả hạc Pháp như thế này cũng lên đến cả chục thân. Thì hàng bảng này nó có phần là ngắn hơn hàng chậu nhà này nhá cô chú anh chị nhá. Đây cô chú anh chị nhìn ạ. Đó, cân đối thấy là thấy nó ngắn hơn ạ. Cô chú anh chị nào mà thích hàng bảng thì cứ lấy cái hàng này cũng được, 110.000 cô chú anh chị ạ. 110.000 cho một cái giò giả Pháp đẹp như thế này. Nó quá rẻ luôn so với cái vẻ đẹp thẩm mỹ mà nó mang lại luôn ạ. Sang bên này đây sẽ là hạc Vĩ Thiên Cung Lữ Bố ạ. Cái giò hạc Vĩ Thiên Cung Lữ Bố vừa rồi, năm vừa rồi rất là nhiều những anh chị mua hàng bên em về, hoa phải nói là khoe sắc tuyệt vời luôn. Đấy, mặt hoa hạc Vĩ Thiên Cung Lữ Bố. À, cái sắc hoa cây này dễ thuần dễ chăm về cô chú anh chị, vì chỉ việc treo và chờ hoa thôi cô chú anh chị ạ. Và một cái chậu hạc Vĩ Thiên Cung Lữ Bố như thế này cũng đủ đẹp lung linh nhá. Hoa sai bông từ gốc đến ngọn luôn, 120.000 cho một giò. Và sang bên này đây sẽ là cái mặt bông của cái dòng lan giả hạc hoa hồng đỏ. Nói chung là mỗi một cái cây lan này nó mang một cái vẻ đẹp riêng. Trầm rồng đỏ trước đi cô chú anh chị. Đây trầm rồng đỏ trước đi ạ. Những cái giò trầm rồng đỏ rơi ít nhất là từ 4 thân trở lên nhá cô chú anh chị nhá. Hàng thì chuẩn hoa Tết vô cùng luôn. Mặt bông trầm rồng đỏ đây cô chú anh chị. Sắc hoa hồng, sắc hoa đỏ thắm rất là phù hợp để chơi về Tết này. Chậu giả hoa hồng đỏ này có giá 110.000 thôi cô chú anh chị. 110.000 thôi cho những giò giả hạc Pháp siêu đẹp như cho giò những cái giò trầm rồng đỏ siêu đẹp như thế này. Bằng vài cái bát phở cô chú anh chị để có ngay một cái giò lan tác phẩm. Những chậu trầm rồng đỏ đẹp xuất sắc như vậy nhá. Sang bên này đây sẽ là những cái giò giả Hawaii, giò nào cũng như giò nào. Đến cả hơn chục thân, từ 8 cho đến cả chục thân trong một giò đẹp như thế này. Với giá chỉ có 120.000 cho một giò thôi ạ. Và bên này đây sẽ là những cái giò lan Sơn Thủy Tiên. Sơn Thủy Tiên, một cái dòng lan với những chùm hoa màu vàng sáp bóng. Rất là mê, cô chú anh chị ạ. Sơn Thủy Tiên ạ.
Những cái giò sơn thủy tiên rất là đẹp như này, hiện tại hàng cân thì giá đến 200.000 cũng không có luôn. Mà một cái chậu sơn thủy tiên xách nặng chịu tay như vậy em đang bán có 120 trong giò. 120.000 thôi cho một cái giò lan sơn thủy tiên với những cái giả hành bự và xanh mướt như thế này nhá. Sang bên này đây sẽ là những chậu lan hoàng thảo chuỗi ngọc đây ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em này. Có thể là một số nơi người ta có thể bán giá khoảng tầm 140 hay là bán 130. Tuy nhiên cô chú anh chị nhìn cho em những cái chậu chuỗi ngọc của em ạ. Hàng dài đẹp như thế này nhá. Mà toàn là thân tơ tít thôi ạ. Đến cả chục thân tơ nhá cô chú anh chị nhá. Mỗi một giò đến cả chục thân tơ nó đẹp như thế này. Thì một cái chậu lan hoàng thảo chuỗi ngọc không một dòng lan, hoa cực kỳ là bền, một cái dòng lan rừng. Mặt hàng kg cũng rơi không dưới 180 một cân rồi đúng không ạ? Còn đây là những cái giò lan em đã thuần như thế này, đã trồng thuần như thế này mà dòng này không phải là một cái dòng dễ thuần đâu nhá cô chú anh chị nhá. Mà giá em đang bán có 160 cho một giò thôi. Đó, em cô chú anh chị nhìn kỹ cho em. Chậu lan hoàng thảo chuỗi ngọc những cái giò này đến khi mùa hoa sẽ là những cái tác phẩm rất là tuyệt vời. Giá 160 nhá. Những cái chậu lan kiều lộc bắc này. Đây. Chậu kiều lộc bắc này, 120.000 cho một giò kiều lộc bắc, thân to mập nú như thế này. 120.000 thôi cô chú anh chị ạ. Lấy đâu ra, kiếm đâu ra một chậu kiều lộc bắc rẻ đẹp như vậy. Kiều tím yên tử ạ, một trong những dòng kiều được coi là có hoa đẹp và giá trị quý nhất trong tất cả những dòng lan kiều. Đây là dòng kiều mà tự Việt Nam mình nhân giống cô chú anh chị nhá. Dòng kiều tím Thái cũng rất là đắt đỏ và mặt hoa tím cũng rất là đẹp, nhưng mà so với kiều tím yên tử, một cái mặt bông rất là tự nhiên và em nghĩ rằng là nó rất thực sự so với mặt bông Thái, nó phải hơn hẳn luôn đấy ạ. Cái mặt bông nó sáng rất là đẹp như vậy nhá. Thì một cái chậu lan kiều tím yên tử đẹp như thế này em đang để giá 110.000 cho 140.000 cho một giò. Chắc chắn rằng đến khi mùa hoa cây này nở hoa không làm cô chú anh chị mình thất vọng về cái sắc đẹp của nó đâu ạ. Và bên này sẽ là những cái chậu lan địa lan quân tử này, cô chú anh chị này, chậu nào chậu đấy, lá rất là nhiều lá nhé cô chú anh chị nhá. Lá to và nhăn rất là đẹp như vậy. Một cái cây quân tử như thế này đủ trưởng thành để đến mùa hoa có thể cho cô chú anh chị những bông hoa đẹp không kém cạnh bất cứ một cái loại lan nào luôn. Mà là một cái cây tạo không gian xanh và thanh lọc không khí tuyệt vời đấy ạ. Em đang để giá có 70.000 cho một cây thôi nhé cô chú anh chị nhá. Cây này nó có thể giúp mình loại bỏ những chất khí độc hại trong không khí đấy. Loại bỏ ngay cả những tia sóng từ điện thoại hay tivi luôn. Nên là khi mà cô chú anh chị có một cây lan như vậy trong nhà ấy thì nó sẽ tạo ra một cái môi trường rất là tuyệt vời cho những thành viên trong gia đình của mình luôn. Còn sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một cái cây lan nữa rất là đẹp, đó là cái dòng lan giả hạc hoa hồng đỏ. Một cái giò lan giả hoa hồng đỏ đến cả chục thân trong một giò như vậy. Xin phép em được bán với giá một chậu như thế này là 130.000 nhá, giả hạc hoa hồng đỏ. Mặt bông của nó đây cô chú anh chị. Tất cả những mặt hoa mà em đang giới thiệu đến cô chú anh chị sẽ đều chuẩn hoa nhé cô chú anh chị nhé. Thực sự là những cây lan rừng cô chú anh chị thấy là những giò hàng lan thuần này, với bao nhiêu cái công sức người ta chăm, cái giá bán để cô chú anh chị mình thưởng thức những giò lan đẹp như vậy, giá chỉ có hơn 100.000 thì em nghĩ là thực sự nó đáng sưu tầm đúng không ạ. Còn bên này đây sẽ là trầm cổ này, hay còn gọi là trầm than củi. Em còn có một chậu duy nhất thôi, một chậu duy nhất thôi, bình thường bán 130 một giò thì hôm nay em sẽ để giá cho cô chú anh chị. Chậu đẹp luôn ạ. Thân cao đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhé, mà nhiều thân luôn. Cái chậu trầm cổ này cho cô chú anh chị nào có duyên với nó em bán là 110.000 cho một giò. Thì em vẫn có những cái chậu dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng nhé cô chú anh chị nhé. Những chậu dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng, hàng nhà em tự ghép và không hề có phân thuốc kích gì luôn cô chú anh chị, về yên tâm luôn ạ. Về treo cứ tưới nước thôi. À, thỉnh thoảng cho thêm phun, cho em bỏ thêm một ít phân nữa là ok luôn ạ. Cây già dặn khỏe khoắn để có thể cho những cái bông hoa rất là đẹp. Cái chậu này gọi là chậu 35, hàng nhà em tự ghép nên đảm bảo cô chú anh chị rằng bao rẻ nhất cả thị trường luôn ạ. Cái chậu này em bán với giá 160 thôi cô chú anh chị nhá. Toàn cây to, cây trưởng thành, đến mùa hoa có cho mùa cho hoa đẹp luôn. Chậu tiếp theo là chậu 34 ạ. Cái chậu này cũng vậy nè cô chú anh chị. Đó. Nhà tự ghép và cây là cây già dặn đã cho hoa cô chú anh chị nhé. Nên là mùa tới chắc chắn khẳng định với cô chú anh chị là cho hoa đẹp. Thì cái giò này em xin phép được bán chậu này, nhiều cây là xếp rất là đẹp nhé. Em bán chậu này với giá là 170 này. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 33. Chậu 33 này là 5 cây cáo là xếp ạ. Em bán chậu này với giá 160 đây cô chú anh chị. Toàn những cây cáo là xếp V thôi. Thôi em bán 150 đây cô chú anh chị. Bên này đây sẽ là những cái chậu lan điệp tím của vùng Cao Bằng ạ. Một trong những mặt bông phải nói là hot hit, đẹp từ thân lá luôn ấy cô chú anh chị. Đây này, thân đen chùi chũi luôn, lá nhựa xếp bóng và hàng lá dày cộp như này. Chậu này gọi là chậu 28. Em bán chậu này với giá là 110.000 nhá. Chậu 29 một cái cây thân nù lá mít, cực kỳ là đẹp luôn ạ.
chậu thân nù lá mít của Cao Bằng rất là đẹp luôn, trước đây giá tiền triệu luôn ạ. Giờ giá 101 cho chậu lan này này cô chú anh chị. Cho ai yêu thích cái dòng thân nù lá mít của Cao Bằng sưu tầm này. Hình tiếp theo sẽ là hình số 30 này, chậu này em bán 60.000 thôi, 31. Cái hình số 31 này. 31 em bán với giá là 100.000 này, cũng là cái hàng thân đen chuỗi rất là đẹp này. Và sang bên này đây sẽ là chậu số 32, chậu số 32. Cô chú anh chị thấy là rất là mướt luôn. Cái chậu này em bán với giá 110.000 nhá. Sang bên này thì em còn có thêm cây đây là cây đen Rosaza này cô chú anh chị. Một chậu là một bụi to đùng em bán xả với giá 45.000 cho một bụi thôi nhá cô chú anh chị nhá. Về ngắm hoa quanh năm. Sang bên này là một số những cái đặc sản mà em đang có ở đây. Những cái đặc sản mà ăn một lần cô chú anh chị nhớ mãi luôn ạ. Đầu tiên là em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái miến sợi to này. Cái miến sợi to này cô chú anh chị đã được ăn bao giờ chưa ạ? Từng ăn chưa ạ? Đấy, bằng làm từ củ rong giềng 100% nguyên chất với những cái sợi miến trong vắt rất là ngon như thế này nhá. 1 kg miến rong sợi to này em bán với giá là 80.000 thôi ạ. Và bên này đây thì em có cái miến rong sợi nhỏ này. Miến rong này miến rong sợi nhỏ nhá cô chú anh chị nhá. Miến rong sợi nhỏ cũng với giá là 80.000. Nấm hương rừng ạ. Nấm hương rừng thì đây, thơm nức luôn. Hôm nay thì em đã thử trước rồi đây cô chú anh chị. Vàng ươm thơm nức luôn. Nấm hương rừng một túi là nửa kg nhá cô chú anh chị nhá. Em bán 1 kg một túi nửa kg như vậy thì giá là 140.000 cho nửa kg. Bên này là chè dây với giá là 150.000 cho một túi nửa kg ạ. Thơm nức luôn cô chú anh chị. Nấm hương thơm rất là thơm luôn. Này thì rất nhiều những chế phẩm tư dành cho hoa lan này. Vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4. Vỏ thông vụn đồng giá 2.000 cho kg. Rêu rừng 50.000 cho 1 kg. Dớn vụn 40.000 cho 1 kg. Dớn bảng với giá 15.000 một bảng, kích cỡ 13-30. Duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000. Hùng nguyễn 25.000 cho 1 lọ, 5.000 trong cặp. Atonic 12.000 cho 1 gói. Sốc vít 2, hóc tăng trưởng 50.000 cho 1 lọ. Dưỡng chất AB 85.000 cho 1 lọ. B1 thái 40.000, B12 giải độc cho cây 30.000. Liền da mỹ tiến 40.000, liền da sẹo đen 55.000. Siêu da dễ N3M 30.000 một lọ. Liền 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000, 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000, đặc kỹ trị côn trùng 70.000. Dây bục lan chiều dài 100m do cắt kèm theo tiện dụng 35.000, cuộn kim kim bun 25.000 một gói. Đặc trị thối nhũn ạ, chi chô đề ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi và phân bón chùn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 một túi 1 kg. Phân dê đã qua xử lý với giá 18.000 1 kg và tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng. 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng luôn ạ, có dạng treo, dạng ăn, dạng nhỏ giọt nhé, với giá là 18.000 40.000 cho một lọ cô chú anh chị ạ. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có đấy ạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi nhé. Cô chú anh chị cùng nhìn lại rất là nhiều những mặt hàng hôm nay bên em có này, đặc biệt là cái lô quế lan hương hôm nay về rất là nhiều luôn, hàng thơm nức nở cô chú anh chị ạ. Những cái cây địa lan hoa cực kỳ là thơm và rất là nhiều những dòng hàng lan thuần đẹp đáng sưu tầm ở đây. Trời ơi, giá siêu rẻ luôn để cô chú anh chị mình cùng sưu tầm những cây lan đẹp ạ. Ô dáng hương đuôi chồn thì em còn có một số hình em bán theo hình ở đây này cô chú anh chị này. Quên mất không giới thiệu nhá. Cái hình số này hình gọi là 50, hình số 1 này, hình này có 5 cây với giá là 55.000. Hình số 2 7 cây với giá là 60.000. Hình số 3 7 cây với giá 55.000 hàng kg đây. Xong tươi đẹp đấy ạ.